Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay anh em chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Tưởng, một khách hàng đang làm việc và công tác tại Đài Loan. Thì hôm nay chúng tôi xuống đây để gặp chị vợ và bố mẹ cùng với anh của anh để khảo sát thiết kế và xin ý tưởng trực tiếp của anh qua Zalo và gia đình để ngồi bàn bạc trực tiếp với nhau về ý tưởng và hình dáng khuôn viên khu đất, lên phương án cho anh một cái căn nhà thật đẹp. Sáng nay chúng tôi cũng vừa phục vụ khách hàng là anh Quyền tại Ninh Giang, Hải Dương, thì anh cũng mới đi Đài Loan về. Đấy, thì công ty chúng tôi rất hay phục vụ cho các khách hàng ở bên nước ngoài, tại vì họ có thời gian nghiên cứu về các cái mẫu nhà và tìm hiểu về công ty, cùng với đó là họ tin tưởng công ty Kisato và quá trình phục vụ của công ty đến với gia đình của mỗi người. Đấy, thì mời mọi người cùng chúng tôi theo dõi cái khuôn viên, hình dáng khu đất và yếu tố phong thủy cùng với cái ý tưởng gia chủ đến với công ty nhé. Rồi em quay đi nhá. Ok. Rồi, trong đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Tưởng tại khu vực Cẩm Giàng, Hải Dương. Thì đây là cái tổng cái khuôn viên khu đất nhà anh với hướng chính là 198 độ nam. Sau mình cấp điện sẽ là cái cột điện này, cấp nước ở phía trước và thoát cũng ra phía trước lối này luôn. Ở đây dự kiến xây dựng ngôi biệt thự 2 tầng, đấy, xây sát về bên này, phần này thửa đất thì để bên ngoài. Đây là tổng cái diện tích nhà anh, xây sát về bên này nhé. Mặt tiền hướng về 198 độ nam, đây là toàn bộ khuôn viên khu đất. Đấy, đã thử chéo đi các cái kích thước này là kích thước thực tế. Thank you.